Trước đó, hồi 12 giờ trưa ngày 4 tháng 8, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo phát hiện bắt quả tang đối tượng Mai Đình Dương đi nhờ trên chiếc xe mang biển kiểm soát UN8406 có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét trên người và hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện 15 túi ni lông màu xanh, bên trong chứa 3.000 viên ma túy tổng hợp, 0,1 kg ma túy dạng đá, 5 gram heroin. Đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở thị trấn Lạc Sao của Lào đưa về bến xe nước ngầm Hà Nội để lấy 20 triệu tiền công. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.